Xin chào anh em nha. Trở lại kênh máy công cụ Đức Tùng, em xin review con máy tiện Takisawa nha anh em. Đó, tình trạng con này đây, đây băng nó còn rất là đẹp nha anh em, đây ít me nó còn đều gan luôn. Tại dao nó không có bị cọ quẹt hiện nha anh em. Đây quay kỹ cho anh em xem nè, cái esme nè còn đều gan luôn, không có bị, không có mòn luôn. Con này có hầu nha anh em, đây hầu tới đây đây, con này lỗ cũng to á, đây lỗ chà bá luôn. Rồi để em đo thử cái lỗ này nó nhiêu. Rồi, con này lỗ 80 anh em. Đó, con này lỗ 80. Con này hoa hầu nó coi được bao nhiêu đây? Đây. Con này hoa hầu nó được. Đây. Con này hoa hầu nó là được 39 nha anh em, đây nè. Đây, hoa hầu nó là được 39. Còn qua đà xe giao nó là được 17 năm. Đó, qua đà xe giao được 17 năm. Còn con này chống tâm nó, để coi thử coi chống tâm nó được bao nhiêu đây. Đây. Trung tâm nó là được 65 nha anh em, ý 1m65. Đây. 1m650. Con này cái mâm cặp nó là 30 nha anh em. Đây con này chạy mâm cặp 30.
Đó em đo kích thước thông số đồ lát em test chạy con này cho anh em. Đó anh em nào có nhu cầu sử dụng con này thì liên hệ với số điện thoại là 0938 312 207 nha anh em, công ty Đức Tùng. Rồi. Để em test chạy ơi. Hiện giờ nó đang là một số là 160 vòng thúc nè. Đây, đây có nút nút nhắn này nha anh em, nút nhắn thử phôi này nha. Đây. Đây, nhấc bơm đàng hoàng ok luôn. Rồi. Giờ em chạy là 1.500 vòng thúc luôn nha. Đây. Đây nó có là bên đây là AB nè, đây. Mình gạt qua phía bên đây á, phía bên bên phải là số 116 160, còn gạt qua bên trái là 1.500 nha anh em. Đây. Càng này nè. Đây. Đó. Đó, máy em để sát bên cho nên em chạy nha. Nghe tiếng gió không? Đây, em chạy 700 vòng 5 phút đây. Đây, gạt thằng chạy đây. Rồi, 75 vòng trên phút luôn. Máy này chạy thì ok rồi. Thôi, giờ để rồi, chạy 55 vòng trên phút đi. Đó, mấy số chạy mấy số mà thường thường thợ thiện chạy em chạy đây chạy 500 vòng trên phút luôn. Rồi. Chạy số nào đó em chạy tự động rồi. Chạy số tự động chạy rồi chạy 160 đi chạy chạy tự động đi. Đây. Là tự động là mình có cái này anh em, xoay qua trái qua phải cũng được, xoay qua trái thì chạy xuôi, quay xoay qua trái chạy ngược nó đảo chiều luôn á. Rồi. Rồi đây xoay qua rồi đây gạt thằng này kéo thằng này lên. Đây. Thích nghĩ ra ăn chạy đây nha anh em. Đây khi mình xây mình chọn cái thông số nào mà mình đúng cái thông số mình sử dụng á, đây là nè. Nó có từ 1 tới tới 8 nè. Là thay gì cũng như là mình sắp 8 cái nhông đi. Rồi đây nó cũng có D, B, C nè, là nó cũng tăng tốc theo tùy theo cái cách mình sử dụng theo cái bản gen này nha anh em. Đó,
Rồi á, khi mà mình chỉnh cái số nó ngay với cái tâm giữa rồi nè, rồi mình bật cái cần này lên nha, bật cần này lên mới chạy được nha, chứ còn mình bật xuống vậy đây nó không có chạy nha, mình phải bật nó lên đó, chứ để vậy đây là nó không có vô nhâm. Bật lên, mình vô số đâu đó đàng hoàng, mình bật cái này lên rồi bật cần này qua phải là nó chạy ít mê răng, bật lên trái thì chạy ít mê trơn nha. Đó, đây ít mê răng đây. Đây cái cần này nè, nó có cái ít mê răng, nó có hai nắp nha anh em. Đây nè, đây một nắp nè, và đây một mắt một nắp nữa nha. Còn đây ngay đây là mo nha anh em. Đây nè, mình bật ngay đây là mo nè, đây đó, ngay đây là mo nè, là nó không chạy, không chạy cần nào hết. Mình bật xuống đây đó là nó chạy nè, nó chạy tốc độ cũng hơi chậm tí, mà mình lại đây là nó chạy lẹ hơn nè, nè đó, thấy không, nó chạy lẹ hơn nè đó. Cái này nó có hai nắp nha, còn mình qua đây là chạy ít me trơn nha anh em. Đó, đây nè, đó, qua đây là chạy ít me trơn nè. Còn đây là ít me răng này nó chạy nhanh nè, qua đây chạy chậm hơn nè. Còn ngay đây là mo nha. Rồi, đó, anh để ngay cái chạy nhanh. Đây, đó, chạy ít me răng nè, đó, ok. Đó, bật cái này lên. Khi mà mình muốn xài này á, là cái này nè, cái gù này phải để nằm ngay giữa nha anh em. Đó là mình mới bật cái cần này xuống được. Còn khi mà mình bật qua một bên gì đây rồi á, là mình không có đè cái này xuống được nha anh em. Hoặc bật qua bên đây cũng không có đè xuống được. Đó, để ngay giữa vậy nè. Đó, đó là mình đè xuống là nó chạy nè. Rồi, rồi để chạy tự động, chạy ít meter nha. Đó, là bật cái này qua một bên, đặt qua đây trước đi, rồi gạt cần này lên, đó là nó chạy bằng dao dưới nè. Đó, gạt xuống, bật qua bên đây, bật lên là chạy bằng dao trên. Đây, chạy bằng dao trên nè. Rồi, máy chạy ok nha anh em. Rồi, anh em nào có nhu cầu sử dụng thì alo em. Mưa tới quá rồi.